Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình. Mình là bên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó chính là kính hiển vi sinh học 2 mắt của hãng Katech Đài Loan các bạn ha. Với mã model là SZ989N, liên doanh Đức các bạn ha. Mà được sản xuất tại Taiwan. Mình được nhập công phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên. Là thiết bị quan sát các độ phóng đại với các dải rất là rộng, cụ thể các mức phóng đại 40, 64, 100, 160, 400, 660, 1000 và 1600 lần các bạn ha. Là sản phẩm được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực như giáo dục, nông nghiệp, y tế, công nghệ, sinh học, dược phẩm và thực phẩm. Là thiết bị quang học được trang bị 4 mắt kính với các độ phóng đại lên tới 1600 lần và kính hiển vi có trường quan sát rộng, quá trình lấy nét dễ dàng cho hình ảnh sắc nét. Các bộ phận quang học của kính hiển vi sinh học 2 mắt SZ898N được sử dụng chống mốc, chống rung, thân kính được sơn phủ, chống chập điện. Bàn đặt mẫu có thước chia và kẹp giữa mẫu để hỗ trợ công việc của bạn một cách yếu tố nhất. Là kính hiển vi sinh học 2 mắt có đầu kính và ống nghiêng 30 độ, đầu kính xoay được 360 độ tạo cảm giác thoải mái khi người sử dụng quan sát ở các góc độ khác nhau. Thân kính được sơn phủ màu trắng, chống chập điện đảm bảo người an toàn cho người sử dụng. Bàn xa chuột 2 lớp cùng kẹp giữa tiêu bản kích thước bàn xa chuột 125x115 và có thể điều khiển núm vi chỉnh, núm chỉnh thôi được thiết kế đồng trục. Tụ sáng ABNA 1.25 cùng tấm lọc sáng, nguồn sáng là ánh đèn LED hoặc là halogen tùy option mình chọn các bạn.